قد يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق يقول هل أنت موحد؟ Thì đôi khi chúng ta sẽ được hỏi một câu hỏi đó chính là anh có tôn thờ một thứ duy nhất hay không? تقول نعم أنا موحد. Thì chúng ta trả lời vâng, chính xác là như vậy. Tôi tôn thờ một thứ duy nhất. يقول لك ما هو هذا التوحيد؟ اشرح لي بين لي التوحيد. Thì người nói chắc chắn sẽ hỏi rằng hãy cho tôi biết, hãy diễn giải cho tôi biết tao hết nó là như thế nào. كيف أكون موحد مثلك؟ Làm thế nào để tôi có một tao hết giống như anh? أيضا ممكن يسألك يقول هل أنت مشرك؟ Thì cũng tương tự như vậy sẽ có người hỏi chúng ta anh có phải là một người làm shirk hay không? تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك أنا موحد. Thì chúng ta nói أعوذ بالله tôi là một người tôn thờ một thần duy nhất, tôi có tawhid và tôi không bao giờ đụng đến shirk. يقول لك ما هذا الشرك الذي حرم الله سبحانه وتعالى عليك وأنت تبرأ منه. Thì người đó sẽ hỏi shirk này nó là như thế nào mà anh phải sợ nó, mà anh phải tránh xa nó như vậy. إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. Và nếu như anh không có bất kỳ một kiến thức nào đó về shirk thì có lẽ là anh đang làm một cái điều gì đó nó nằm ở trong shirk mà anh không hề biết nó, mà anh không hề nghĩ là mình đã làm nó. إذا أهم شيء لابد لنا أن نبدأ به في طلب العلم هو تعلم التوحيد حتى نعمل به ونعتقد التوحيد. ولابد أن نعرف الشرك حتى نبتعد عنه. نعم. Và điều bắt buộc khi một người nào đó họ muốn tìm kiếm kiến thức về Allah Subhanahu wa Ta'ala thì hãy bắt đầu bằng tawhid, bắt đầu từ những gì liên quan đến tawhid, và sau đó chúng ta hãy bắt đầu từ những liên quan thứ liên quan đến shirk để chúng ta tránh xa nó.